Hello, thông báo với tất cả mọi người là shop ảnh chính thức của mình đã đổi tên thành shop babytv.com, khai trương với nhiều dòng quay kim cương giá rẻ và tỷ lệ nội hũ cực cao. Ngoài ra còn có sự kiện đu tối độc thể với phần thưởng lên đến 15.000 kim cương. Ơ kìa, còn kiên trì gì nữa mà không truy cập ngay shop babytv.com của mình và thử vận may đi nào. Link mình sẽ để dưới phần mô tả video nhé. Hello. Hả? Hello, cái quần què nhảy chỗ nào bây giờ? Nhảy dưới tim chứ. Trời ơi, cái quần què dí dây nhỏ nào á? Bi nè. Bi hai hòn đúng không? Tẹp chú mà chú nói gì kì vậy? Không, cái giọng này không cu te miếng nào, chú ơi, nghe mà phát cu nó teo ấy cháu. Chú gì vậy? Chú lại cu cu gì thế kì kì? Ai vậy? Chú... Alo. Ai vậy? Cháu Bi, cháu của bé Bi đúng không? Hay là em của cháu Bi? Cháu Bi nè, ở dưới có hai đứa kìa chú ơi. Ôi trời ơi, bậy ơi, cái giọng này không phải cháu Bi, ai á? Ui. Bi nè. Ai gì? Cứ khen vậy thì không nhận ra mình giọng gì, giọng tỉnh như thế. Không, cái này không phải cháu Bi chứ không bé nào ấy, hello. Cháu Bi nè. Ông vả cho mày một phát bây giờ. Không phải. Bi nè. Bậy rồi, không phải cháu Bi. Chú còn rất chi là tỉnh và đẹp trai nha cháu. Trời ơi, bên kia có người. Ai á? Hả? Từ người trước đến sau giờ ai á? Đang chơi. Không phải Bi. Nghĩ sao Bi giọng này vậy? Ôi, cái giọng tự nhiên kia có người ta, chắc không phải đâu. Cháu Bi đây sao? Không phải đâu, nhượng nhỏ nèo ấy. Phải đâu, nhượng nhỏ nèo ấy. Sao mày ngu thế hả? Chứ thường thường cháu Bi nó sẽ kêu này. Cái gì chú? Tùm bậy rồi. Tôi xin chú giờ đấy. Chắc con có người gì mà nói chuyện là chi. Trời ơi, có người gì mà nói chuyện chi. Ôi trời ơi, sợ vậy. Chú sợ gì vậy? Cho lại sợ đi. Chú có thật. Ê ê. Ừ, có người. Lóc một. Ôi. Lóc rồi, chết ngát luôn rồi. Gơ hùng, gơ hùng. Ôi. Mà ai vậy? Ai đang chơi là cháu Bi đó. Nghe, bếp Bi nè. Không phải bếp Bi đâu, đừng lừa chú. Đi đi nè. Cái giọng của Tiên như mà... vậy không nhận ra. Cái giọng của cha sinh mẹ đẻ người ta như vậy. À, nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Không có ai mà đẻ cái giọng này hết trơn cháu Bu. Có. Cái giọng này là gặn lắm mới có đấy luôn. Nghe không? Trời ơi. Ôi dồi. Chú thề luôn. Ờ, như có người giờ... như cháu. Bây giờ là chỗ chú mưa gió bỏ bùng còn thêm cái giọng của cháu nữa. Cái gì vậy? Alo. Chưa. Ôi, mưa đang gió, lộn mưa đang to nó đâu. Nó ở dưới luôn. Hết máu nguồn. Ủa nó rồi đi. Ủa nó nghe luôn rồi. Chẳng thích tên trời luôn. Mình vừa lòng mém con. Kiểu kiểu gì? Chú có thể nào quay về cái giọng bình thường không cháu? Không, giọng bình thường, giọng tự nhiên người ta cho chân nhí nháo. Nhí nháo à? Ừ, nháo với nháo đi, ngơ quá. Cái giọng nhè, cái giọng nhè người ta gọi là giọng nhẹo quá cháu. Nó nhẹo. Cái giọng tự nhiên của người ta như vậy mới chịu. Dối. Dối. Ừ. Nhỏ nhỏ vẫn đi theo. Bất kê. Bé này bé nào rồi alo. Mà chú mình rồi alo. Bi chú Bi kia là Bi hòn. Bi này Bi hai hòn rồi. Bi. Trời ơi cháu ơi, cứ hỏi này nha. Bi nè. Bi dậy lâu chưa? Ừ. Mới bị sửa được rồi cháu. Không có chữa được. Trời, họ không có chữa được anh. Bi yêu chú cua không chữa được. Tầm bậy cháu. Con nít nôi yêu đương cái gì á? Ừ, đúng chứ có người cua. Yêu lắm mà cháu, bắn nó hơn 100 máu rồi á. Hơn 100 mấy máu. Ở đâu, nó đâu. Trong trường hợp nè, nó đang quấn máu chắc luôn. Vô hút chắc nó, Ok cháu. Nó rồi. Gồm rồi hôn, rồi nó cháu rồi. Ôi. Cháu gì? Bắn hay như vậy xứng đáng làm chồng mình. Bắn hay như vậy xứng đáng làm chồng mình. Còn gì nữa đâu. Bắn hay như vậy xứng đáng làm chồng mình. Đó là những biểu hiện của
của sự lươn lẹo. Mọi người. Trời ơi, bữa này thính đồ hen ghê dữ rồi. Alo, ai vậy? Ơi, mi nè. Chú phải đứng cách ly cháu thật là nguy hiểm. Thôi chú đừng gây cho cháu, nó bắn cháu. Ngó lên trời, trời cao có thâu. Ngó xuống đất, nhìn bé này thấy ghê. Ui ồ, bé này bị gì vậy cháu? Alo. Trời ơi, cô te như vậy mà ghê chỗ nào? Giọng này nghe cái cu teo cháu không có te bí nào hết trơn. Trời ơi, cu te mà. Ui ôi, sợ mà. Tự nhiên cha thân mẹ dễ này vậy rồi, biết làm sao? Giọng tự nhiên cha thân mẹ dễ vậy rồi, biết làm sao? Trời ơi. Chú nhại tôi là chú có ý đồ gì với tôi mà chú nhại tôi đấy. Hả? Chú để tôi đúng không? Chú để tôi đúng không? Chú nhại tôi đúng không? Chú cờ gớt tôi đúng không? Trời ơi, cờ gớt thích luôn, cờ ghê chưa? Nào mà, đúng rồi, cháu ơi chú hỏi câu này nhá. Hả? Nít còn hôi không cháu, mà cháu làm gì kìa, khè đứng chứ bên chú đi từ từ. Cách ly cháu hồi nam nữ, thụ bất thân nữa mà. Đứng gần hồi là có thai là to quá, nhá. Có thai cũng được. Mày bị điên à? Tầm bậy. Trời ơi, bữa nay nó... Trời nó có thai làm tưởng tượng cái mất bên nhì cứ nhau, trời ơi nhảy gì mọi người. Nhảy cháu bữa nay có uống lộn thuốc gì không? Alo. Cháu nhì, trời ơi lộn thuốc nhì. Dạ có thuốc nhì cho lộn thuốc. Cái gì? Hồi sáng cứ đi ỉa là đi toilet nhật chân té đúng không? Trời ơi, cục ghê cho chú đừng hình như vậy được. Nhẹ nhé chú phát ngôn bậy bạ nữa là chú là trong chú đó. Cái gì hả? Là cái gì cháu? Là trong hả? Chú mà phát ngôn bậy bạ tí nữa chú là trong chú đó. Tập bậy rồi cháu ơi. Lại sai rồi. Chú là chú của cháu nha. Dạ, chú. Vậy thì chú đừng có phát ngôn tầm bậy nữa đi nha chú. Rồi ok chú không phát ngôn tầm bậy nữa. Chú dễ dòng bình thường đi cháu ơi. Đừng dòng này chú. Nữa. Hả? Ở đâu quá? Nóc mọc chú. Ơi dạ. Ghê chú. Nó dòng bình thường đi cháu. Đừng có dòng. Ê. Chú ơi nó yếu rồi. Rồi nó bắn cho su cà nè. Nó đeo hoa bụi cỏ phía sau đây nè. Con bó tới để chú. Để chú cứu cháu, chú xuống, cháu xuống, cháu xin nó nha. Chú xin nó, chưa? Chú xin nó giùm đi. Nghe xin giùm nữa hả? Đúng rồi, chú tôi xuống, tôi có chúng mà nó lấy chúng nó bắn vô giùm cháu, tôi chết rồi giùm cháu. Không chết được đâu, cháu yên tâm, cháu sống nhai lắm. Rồi nó lia luôn rồi. Kêu này đồ của cháu, chú lút đi nha, chứ chú không dám đụng đâu. Bữa nay cháu nó bị gì á? Nó có MP đúng không ta? Ê, chúng rồi, có MP á. Chú thích tôi nào, chú nhạy tôi nhỉ? Chú nghe giọng này chú mắc ỉa quá cháu ơi. Ê là ai ơi! Cứ đeo phòng chơi! Mà khổ nổi nãy mà ỉa rồi, giờ không ỉa được. Nín ỉa là mốt bị chóc bón á. Kì vậy? Nín ỉa bị chóc bón hả? Ờ đúng rồi. Gì chứ bị chóc bón thì mệt nha. Ghê à. Cháu cái là mắc ỉa là ỉa được bình thường ấy. Không sao. Ai bị chóc bón lâu nào mà cháu đi chơi giữ nó bắn tôi đi sao. Chú ơi nó chán dữ. Chú thề là chú không thể nào lên cái lòng trong của cháu được. Chú ơi, chú đi xa giữ cái bán chết con sao? Trời ơi, ghê không? Cháu chui đây sao? Chú lại đi, vô đây, chú đi ngồi. Ôi, cháu mời em nói như vậy, chú vô đây ngồi hoặc là tới công chuyện á cháu. Ừ, có, chạy đúng, thì hỏi cái kia coi. Người hỏi đi cháu mình đứng 2 mét được không dạo này? Nè, hỏi cái đi. Cô biết cháu rồi, cháu hỏi đi. Không, phải hỏi mới được, phải đi hỏi mới được. Nè. Rồi nói đi, chú đang nghe mà. Nè. Nó nghe nè. Chú ngồi yên được không? No. Rồi ok. Chú ngồi yên chưa? Chứ tính kè cái gì đúng không? Chú ngồi yên chưa? Bữa chú coi video rồi. Chú ngồi yên chưa? Chú nghe chú đang ngồi im chơi game á cháu. Trời ngồi yên hồi nào cứ đi trong vòng trong đầu tôi chút đi nè. Này nếu con gái chúng tôi như thế thì chúng tôi cho nó đến nơi đến chốn ngay. Nữa hả? Bữa này cháu nó thính rồi hen, gớm ghê ông đầu.
ghê vậy, học thính từ A vậy. Ừ, trong đầu cái này nó có bây giờ không sao đâu. Chú nhiều bom keo lắm, mình không có sợ đâu. Đi đi mà đi, bây giờ đi ra chút, đi ra 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 ra. Bây giờ không phải nỗi sợ của chú là mấy địch, mà là nỗi sợ của chú là cháu ấy. Đúng, tự nhiên chẳng có gì phải chở. Kiếm đồng dao quá. Về đi cháu ơi. Chú về ơi, đi em ơi. Về với mẹ nghe cha. Nghe mà cái giọng này thấy ghê quá. Alo, giọng này nghe nó ai chịu quá chú. Cút tê mà. Trời ơi, cái giọng tự nhiên người ta mà kìa. Nó chú kì thi giọng mà. Con người chú là như vậy à? Con người chú là con người như vậy luôn. Không thiệt luôn chứ. Giờ chú nghe được rất là nhiều giọng nha. Mà cái giọng này chú mới nghe lần đầu mà. Nghe nó mắc ỉa lắm alo. Nói chú bị nói bậy gì chú là chồng tôi rồi. Nhưng mà chú là chú của cháu nha. Chúng ta là chú cháu nha. Cháu hãy nhớ là chú cháu. Chứ lại chú chưa muốn ở tù đâu cháu à. Cháu cứ nghe bài rồi nóc luôn rồi. Gà chú gà ít của tôi rồi. Ở đâu chú con vợ. Tại vì nó yếu gầu. Nãy bắn có 3 viên cái nó chết nghèo luôn. Tự nhiên bắn 3 viên chết phèo. Đồng đội của nó. Đồng đội của nó. Cộng số 8 xiết tay anh. Cú nè. Nhâm dữ rồi. Kêu được cháu ơi. Đầu quá nhiều keo dữ à lô. Đừng kêu luôn nè. Chị Hằng đánh chú. Chị Hằng đánh nó. Không sao đâu chú, nói thật là bây giờ chị Hằng nó cũng sợ cháu luôn rồi. Đầu cháu bây giờ là đau thương bất nhập rồi cháu. Đũa đâm nó chết rồi. Không không ai chăm được chú đâu. Ghê vậy. Không, bữa này không cho ai chăm chú đâu. Ghê à, không chú ăn ỉa tốt lắm, không ai xiên chú đâu. Chú chỉ chờ sợ cháu xiên thôi. Không có làm gì chú đâu. Cháu giang hồ lắm, giang hồ ngầm á. Chú ơi, nó kia đâu ở dưới á. Con nhỏ này. Dưới này hả? Ờ à, đúng. Đúng không? Chạy lên tới nơi. Yếu quá cháu, hai đứa yếu hết rồi. Yếu nhưng mà tôi yếu hơn. Ui chú không có bom keo. Trời ơi hay quá. Còn nhỏ gái cháu ơi, nhỏ gái cũng yếu hơn cháu quấn máu. Ui cháu qua đẩy nhỏ gái được nè. Ui ba, hai team cháu ơi, hai team cháu ơi, từ từ. Còn hai thằng ở chơi nữa. Trời ơi. Nhắn này là hơi nét luôn rồi. Nhưng nó không biết là có cháu đâu. Cháu đứng im ở đây cái đi. Kì kì thấy chưa. Được không. Đó về rồi. Hay quá cháu. Oh. Amazing, good job em. Mày làm giọng táo men lại gù thằng quỷ sứ. Đây mới là cháu của tôi nè bà con. Trời ơi tức gần chết. Sao vậy? Nãy giờ đi đâu mới về hả cháu? Trời ơi. Đợi, chú, thấy, chú thấy giọng tôi của tem, thấy giọng gì ok hả chú? À, chú nghe giọng mắc ỉa cháu ô, nãy giọng này mới ok nè đó. Giọng ok gì mất ỉa cái gì trời ơi. Cái giọng của tem muốn chết. Thấy con trai dạ. Anh nào cũng khoái hết trơn. Không, anh nào cũng khoái với chú này không có khoái nha cháu ô. Nãy con ngửi đâu rồi chú? Hả? À, tới giết hết trơn rồi còn không nữa. Còn lại nó mới bắn tôi nha đây nè. Đi cứu chú được không ta? Như hết được rồi. À, ở dưới nè. Ở dưới còn ấy, hy vọng mà tôi xuống dưới kịp. Tại vì nãy sau lưng nãy có người nó mới vừa bắn được một cái. 7 trái keo, chắc đuôi sẽ không đúng rồi. Còn xu không ta? Trái luôn. Ok, 20 xu. Trầu không? Được rồi. Vậy để tôi xuống cô chú. Ngày giờ cháu à. Méo mỏ chứ không đùa mọi người. Cháu học cái giọng ngày ở đâu đó cháu? Giang hồ làm chi, bây giờ nó bắn. Giang hồ đẫm máu mình không sợ. Chỉ sợ chơi game mà gặp cái giọng cháu này. Alo. Lựu đạn kìa, alo, chụp chụp, bùm, chưa nổ luôn, đù. Và một pha công đến từ vị trí của bị hai hòn vớn nóc mọc rồi còn một nữa, bom keo đâu, đù, chô rô luôn. Thằng kia nó yếu sinh lý rồi, nhảy qua công vớn này đặt bom keo, nhảy qua bom keo tròn luôn mà con. Một pha gạt đồng đội để lấy kill đến từ vị trí của cháu Bi. Có vẻ như đang lựa lựu đạn, đây lựu đạn để chọi chết chàng này, vâng, không có lựu luôn.
Thằng kia nó làm cái gì kia, bỏ bom kèo nhảy ra bắn. Cháu Bi bắn xoáy, lại yếu sinh lý nữa rồi. Cháu Bi lỡ hết được có kèo dục, kêu ga nhảy xe sau lưng thằng kia lại trốn. Tiếp tục là những pha móc lớp đến từ vị trí của cháu Bi, dàn định nó lại đặt bom kèo. Á đù, có vẻ như cái tỷ lệ mà được cứu đã hết rồi bà con. Hết được cứu được cầu. Thằng kia nó có phóng lựu, chưa kịp lấy phóng lựu nó nữa. Này khôn phớt. Ngày giờ có lẽ ân gọi nó đập cất luôn rồi. Đúng rồi, kèo gà. Dân những pha xoáy cất chi là chính xác đến từ Bi hai hòn. Bên sau đây đi có người. Chích mẹ u tìm két tới rồi bà con. Đừng có đẩy, thằng kia chết chưa, hình như là chết rồi. Một pha đẩy đến từ vị trí của cháu Bi, với một pha sọc cun hai viên cất chi là không chính xác đến từ vị trí kẻ địch dành. Cháu nghỉ mẹ một đi. Tệ lên dĩa rồi. Cười cái quần què gì đó, lụm đồ kìa. À dạ. Chú mà bắn mà để cháu mà gánh như vậy là hơi bị mệt nha chú nha. Không phải đâu, tại vì cháu nói cái giọng quần què kia chú bị sang chấn tâm lý rồi cháu. Trời ơi. Thề luôn, cái giọng mà mình nghe rồi mình bị tâm thần luôn chứ không phải tâm lý nữa cháu không. Sang chấn tâm thần luôn á. Nghe nó buồn cười vậy. Tự nhiên chú ơi. Cái gì, ờ mình không được thôi, bậy à, mình bể bóng á. Trời đất ơi. Hello qua đi không? Không có hả? Thôi. Ồ không có thôi. Ở dưới đây có người chắc không? Có chứ. Chú nghĩ tôi có được chú không? Không biết nữa mà chú nghĩ là chắc được á. Tại vì chú ăn ỉa rất là tốt. Ok. Ở đây có đồ luôn nè chú. Vô đây nha. Ok cháu. Chú lên đồ, chú lút đồ cái xét hồi nãy. Không, đừng có lên chạy xuống đây, vô đây luôn, Mua chú cái giáp nha. Ok, cái mũ nữa. Cứ xuống đây đi, chiêu xu mà. Tha hồ. Đèn xuống nè, không biết xuống được hay không nữa, bắn nóc nữa bây giờ. Xuống đây luôn nè. Bên nhà L, dấu ơi, bên nhà L có hai đứa. Ui, bên nhà L, bên chỗ này cũng có nữa nè. Bên đầu kia cũng có, mà đầu này cũng có luôn. Vô đây. Nó đang để qua kìa cháu. Kèo nè chú. Nó đang đẩy qua chú ơi. Nó đang đẩy qua ấy. Chú bắn mini Uzi không? Kìa nó tới kìa chú, bắn nó. Cho chú cây tầm gần nè, mini Uzi. Từ. Nó chú mặt chú này, chú mặt chú luôn nè. Có lựu đạn không chú? Không chú. Nóc một chú. Yếu rồi cháu ơi, này yếu lắm rồi. Lìa. Lụm đầu. Ok. Coi chừng bo. Ồ, ơi, lộn súng của tôi. Ai? Hả? Cái MP của tôi đâu rồi? Trời ơi. Đây rồi. Đây, chú mặt chú này cháu. Chú kêu hồng nè. Ok, lên chú, lên. Còn hai thôi đúng không? Chú hết đạn tiểu liên rồi nhá. Hết đạn tiểu liên rồi. Đạn rồi chú. Lên. Đến đâu rồi? Chết. Ghê dữ à.